Rồi, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 dép nhé. Thực sự là trước mặt các bác đây là con vang HM Audio DSP 9600, một dòng vang số phải nói là siêu siêu vang số luôn, cực kỳ là cao cấp luôn, đến từ thương hiệu AAP hay còn gọi là cái con này gọi là AAP 9600. Thực sự đối với cái giá mà 3 triệu 9 mà lại còn bao cước tặng phụ kiện cho các bác thì đây thực sự là con vang này quá là rẻ, thực sự là rất là rẻ. Rẻ nếu mà nó có hai lý do để gọi là rẻ. Dạ, thứ nhất ở đây là rẻ là vì con này nó có hàng mới của nó hơn 17 triệu mà các bác mua hàng bãi nó chỉ có chưa đến 4 triệu. Thì là thực có cái giá là quá là bèo, thực sự là thế. Thứ hai nữa, thực sự là đối với cái giá 3 triệu 9 mà các bác sở hữu con vàng này, thật khẳng định với các bác là bác tìm không thể có con vàng nào mà có chất âm có thể là sánh được đối với con vàng này nếu ở trên thị trường phân khúc hàng bãi. Thực sự đây là con vàng quá là hay và nó là quá quá là hay luôn, khẳng định các bác là rất là hay luôn. Thì đây bây giờ em sẽ chia sẻ các bác cách chúng ta cài đặt. Sau khi mà thực sự là cài đặt con vang này phải thốt lên, em khẳng định là các bác là phải thốt lên là con vang rất là hay, hay cực kỳ là hay và dễ sử dụng. Đấy. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các bác cách cài đặt luôn. Đấy, hướng chia sẻ các bác cách chúng ta cài đặt cái con vang này luôn. Thì ở đây, ở bên đây thì nó sẽ có ba nút to đây để chúng ta cài vặn ba chế độ. Đây vặn thì trên màn hình nó sẽ nhảy số, chúng ta thấy không? Đây là nút vô cực hết nhé. Đấy, nút vô cực thì cái này là vang nhại này. Đấy, này vang nhại này, không cái này đây, đây là vang nhại này, cái này là nhích mic này, và cái này là to nhỏ của nhạc. Đấy bạn, là nó nhảy số. Ở đây là cái chỗ input, đây là chọn cổng tín hiệu vào. Đấy, tín hiệu vào thì chúng ta bằng cách là chúng ta nhấn đúng mũi tên xuống này. Đấy, nhấn xuống đấy nó đầu nó xanh đó, và nhấn nút enter đấy, để chỉnh đấy BGM này, auto này, mặc định này, đấy, để digital này, optical ấy, DVD này, đấy, tức là những cái chế độ mà chúng ta sẽ cài sẵn ở đây luôn, chỉ một bấm ở đây thôi. Đấy, chọn cổng vào là khá là dễ các bác nha. Ngoài ra bên này là cái nút, đây là nút FBX, tức là chống hú. Ở đây thì bình thường em sẽ để cho các bác là nấc 2 thôi, các bác muốn tăng cấp độ chống hú thì chúng ta cũng chọn nút mũi tên sang này. Và ấn nút giữa này để chọn đây bốn bốn nấc trong hú các nhá. Tuy nhiên là bình thường là chúng ta chỉ để, em chỉ cài là để nấc 2 cho các bác thôi. Ở đây là các cái chế độ cài sẵn. Đây là các cái chế độ hát này, single các thứ này. Thì cái này thì các bác không cần gọi những cái này, chúng ta là gọi là chế độ lưu ở đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ ngay trên màn hình là sẽ là bốn chế độ lưu đây. Roam 1, Roam 2. Đấy. Đây là những cái chế độ. Đấy, chế độ chúng ta gọi ra, nó là cũng là một cái chế độ thôi. Còn nếu như các bác muốn gọi chế độ nào chúng ta chỉ bấm mũi tên về đến đó thôi. Giả sử bây giờ tôi muốn gọi chế độ SRO 1 thì chúng ta ấn như này, nó sẽ gọi ra, đấy, nó sẽ lót đấy. Cái này chạy như máy tính luôn các bạn, nó lót phải mất thời gian luôn, đang lót đấy. Đấy. Đấy, xong, đấy, lót xong, đấy, đúng không? Đấy. Hoặc là chúng ta muốn lót hơn số này chúng ta sẽ vào chữ lót ở dưới đây là gọi ra, đây, ấn mũi tên xuống chữ lót, đây, ấn đây ra, thì ở đây nó sẽ có những chế độ là chúng ta thấy này. User 1, user 2, user 3, 4, 5, 6 đây. Đấy là những chế độ, 10 chế độ và đây nữa. Một số chế độ ở dưới đây nữa. Đấy. Đây là chế độ ở đây nè. Thì rất nhiều, giả sử các bác muốn gọi là chế độ user 2 chúng ta ấn này. Đây nó cũng gọi ra đấy, nó đang chạy đấy. Gọi là load user 2 ra. Đấy. Quá là sướng luôn. Đấy, thế là xong. Đấy. Đây là lưu. Muốn lưu thì chúng ta ấn vào server. Này ấn vào đây để lưu. Đấy, nó sẽ lưu này, lưu sâu hoặc lưu xa là lưu chế độ nào, 10 chế độ để chúng ta lưu vào. Đấy, còn sau nữa là gì, sum đây chế độ này, cái này là khôi phục cài đặt gốc, không nên lấy nhá. Đấy, khôi phục cài đặt gốc, và cái này là cài đặt system. System này là cài đặt system, đây thì nó sẽ là max volume. Thì cái này là ví dụ như là vang nhại này tối đa bao nhiêu thì các bác cứ vặn được cái nút bên này thôi, vặn bên này nó nhảy lên thôi. Đấy, đây nhìn chị nói đây lại đây, và vặn cái nút bên này, nhưng mà từ từ đây đến đây, quên mũi tên đây, chúng ta sẽ nhấn cái nút mũi tên này cho tăng lên tối đa là 50, xuống dưới tiếp tục 50. Đấy, 50 cứ thế thôi, xuống đây nữa 50. Đấy. Đấy, 50. Như đây mật khẩu là đừng có bấm vào nhá. Đây là ngôn ngữ, mấy cái chế độ này chúng ta không mặc định.
chỉ cài mà cái chén trên thôi nhá, đừng có nhận mật khẩu là khóa lại, em bó tay đấy, em không giải quyết vấn đề khóa đâu nhá. Đấy, sau khi là và chúng ta lại quay lại màn hình chính. Sau khi cài xong cái màn hình chính như thế này nhá, và chúng ta sẽ vào sâu hơn, muốn vào sâu hơn ấy, chúng ta chỉ việc xoay cái nút này thôi, xoay nhẹ cái là nó bắt đầu vào. Đấy, là đấy thì nó sẽ bắt đầu là sẽ là effect này. Effect ở đây thì các bác sẽ là chọn vào chế độ effect, ở đây là EQ này. Đấy. Cái này là đang hắn đang là để là chế độ shifter. Đấy. Shifter thì các bác phải để cho em là chế độ normal cho em. Ấn là nút giữa này để chuyển sang chế độ normal. Đây, xoay sang này. Xoay cái nút to cái để chuyển sang normal ấy. Xoay nút to cái để chuyển sang normal. Đấy, chúng ta cứ để chế độ normal đấy nhá. Cắt tần số thấp và cắt tần số cao. Chúng ta cắt tần số thấp là chúng ta cắt lên tầm khoảng 80 rồi đó. Cắt vừa thôi. Cắt HZ mà. 670 thì cũng được. Và cắt tần số cao để 15 cũng được. 15.000 HZ. Ở đây là cái delay. Delay thì chúng ta cứ để cả hai bên này 100 và 200 cả cho em là được. Cái này chúng ta là nhạy nhanh nhạy chậm ấy. Nhớ là để hai số giống nhau nhé. Đấy, cái này để 200. Hai bên để 200 rất là nhạy nhanh nhạy chậm. 200 là nó hợp lý rồi, em căn là nó thấy là nó hợp lý. Cái này là repeat tức là dài ngắn. Chắc là đây là phần echo á, nhạy dài nhạy ngắn thì chúng ta để cho nó khoảng 50 là được rồi. 50 là đủ. Cái này là độ lớn của echo. Cái này các bác muốn nhạy nhiều thì để nhiều, mà muốn nhạy ít để ít thì thường thường em cứ để khoảng 70 hoặc 60 gì đấy, 70 đi. Tức là nhạy nhiều và nhạy ít nhá. Đấy, còn cái này là echo LSF, cái này cứ để khoảng 8 hoặc 10 cũng được. Đấy. Để khoảng 70. Cái này là echo nhá, còn dưới đây là gì vợt này. Gì vợt ở đây thì chúng ta sẽ coi đây gì vợt tham các bác cứ để cho em khoảng 3 giây là được. Đây, để khoảng 3 giây. Tiếp theo đó là delay độ trễ. Độ trễ của gì vợt thì cái này để không hoặc để bao nhiêu thì bác cứ để cho em khoảng 30 là ok. Ratio để 0.5%. Lever là độ lớn của gì vợt. Đây, gì vợt nhá, độ lớn gì vợt thì các bác để cho em khoảng 30. 30% là gì vợt. Direct cái này để khoảng 10%. Đây, bây giờ em sẽ thử cho bác nghe tiếng nhé. Phần gì vợt thế là nó echo gì vợt nó khá là quan trọng. Đấy, hướng dẫn cho bác kỹ một tí. 1 2. Bây giờ em sẽ tắt tắt gì vợt cho bác nhá. Gì vợt về không này, chỉ có để echo không nhá. Đấy. Bây giờ sẽ tắt echo này. Đây là echo đúng không? Đang để 64%, tắt echo luôn để mình gì vào sẽ nghe tiếng vang. Lê 1 2 Lê. Đấy, là chỉ còn tiếng vang là cho echo lên này. Lê 1 2 Lê. Con này tiếng cực hay luôn các bạn. Tiếng phải nói rất là hay, các bác mua con vàng này không phí một tí nào hết. Rồi xong đến đây là mid. Rồi xong phần này đúng không? Chúng ta lại lên trên này, chúng ta sang cái hàng bên. Đây, cái phần này là cái phần mà chỉnh tín hiệu ra. Tín hiệu ra thì cái phần này nếu bác nào biết thì còn chỉnh, còn không thì để nguyên như em. Em chỉnh sẵn rồi. Đấy, chỉnh sẵn rồi. Tức là nó sẽ chỉnh cho các bác này. Mic này, mic bên cổng R là ra 99% này, nhưng cổng R thì lại đây, bên đây lại chủ 99%. Cái này các bác phải hiểu. Thì cái này các bác là nó chỉ là độ lớn của tín hiệu ra thôi. Nó không phải là quan trọng, cho nên mà các bác cũng không cần cái phần này. Cái này là độ lớn của tín hiệu ra. Thì cái này là độ lớn thì các bác cũng không quan trọng lắm, các bác vặn to nhỏ ở trên volume cũng được. Cái này thì em cài mặc định, các bác đừng quan tâm. EQ. EQ tí này, phần EQ này giới thiệu, đây là bát trung thép hoặc là chỉnh phần EQ này. Xong phần này là phần gì đây? Phần solver cài đặt, tức là cắt tần số cao, tần số thấp của từng cổng. Thì đối với cổng mic này, mic nha, bây giờ em xuống mic này. Mic này, các bác muốn cắt tần, đây là tần số cao, tần số thấp này. Tần số thấp của mic thì các bác cứ cắt cho em là tầm 60 Hz. Đấy, các tần số cao của tần số thấp của mic các khoảng 670 Hz thì rất là ok. Đấy, các bạn thấy là cái biểu đồ nó sẽ đi lên này, cắt này. Tức là những cái mà dưới tần số mà chúng ta cắt thì nó sẽ không ra loa, để tránh trường hợp là nó ù loa. Đấy. Em thường thường là cắt khoảng 60 gì đó. Tần số cao thì các bác cắt cho em khoảng 15.000. Cái này thì vặn nó hơi lâu các bác nha, các bác em bỏ qua, em vặn cái này các bác cứ vặn đến khoảng 15.000 là được. Lâu ạ, xoay này lâu lắm. Thì cái này các bác tùy đấy, nó có lò cắt này. Đấy, tiếp theo nữa là
mic này, men out bên trái này. Thì cái này của bác cũng cắt cho em là để cho lên. Cái này thì tùy thôi, cắt cũng được mà không cắt cũng được. Nếu mà cắt thì lên đến 40 Hz là ok. Đừng có cắt 40 Hz, cắt lên là 40. Bên bên phải cũng thế. Cái này cũng cắt lên đến 40. Thân là men out bên trái, men out bên phải là cắt riêng hai bên loa. Thực ra các bác cắt làm sao cho nó giống nhau được, vì là loa thường thường là các bác để giống nhau thôi. Cắt lên 40 Hz, cộng center thì cắt luôn được, không cắt được. Nếu bác dùng thì cắt center thì cắt tương tự như thế này, cũng cắt lên đến 40 rồi. Sub sâu rao thì cũng như cổng này, cổng đây là cổng sub. Sub lưu ý các bác này, lưu ý nhá các bác, vậy để nó đang cắt là thấp là 20 mà cao là 500, thì trường hợp như thế này là sẽ bị có tiếng lời ra ngoài sub, tức là có tiếng ca sĩ hát ấy, hoặc là tiếng ấy. Thì các bác bây giờ là các bác cắt sub lên cho em là khoảng 40, vặn lên 40. Sub mà đó là cắt tần số thấp, tần số cao này các bác cắt cho em đến tầm khoảng 120 thôi. Vặn nó hơi lâu nhưng mà cộng sub thì các bác phải cắt đến 120 thôi nhé. 120 đến 150 là ok. Có trường hợp là xuống đến 100 hoặc 70-80 cũng được, nhưng mà các bác là cứ cắt cho em. Nếu mà các bác để cao là sẽ có tiếng ra, còn cắt thấp xuống là sẽ hết tiếng, chỉ có nghe tiếng sub thôi. Cái này là các bác xoay hơi lâu nhé, xoay về 120 cho em nhé. Cái này nhá, em không bấm hết được, lâu quá, xoay hơi lâu. Đây, còn cái sâu rao này, cái này thì bác cắt được không cắt được. Cái này thì nó cũng là cái cổng, cái phần sâu rao SL này, SR với lại ML với MR là giống nhau này, hai phần này giống nhau này. Đây, hai thằng này giống nhau nhá. Đây, các bác cắt thằng nào cũng được. Các bác phía sau cái vang này các bác cắm cổng nào cũng được. Đấy. Sau đó phần limit. Limit cái phần này thì phần tối đa. Tối đa. Cái này thì các bác để mặc định cho em. Cái này là ô thờ, đây là cái phần này là độ chỉnh, chỉnh cái gì ạ? Độ lớn, giảm tông, giảm nguyên hoặc là không giảm đây. Cái phần này các bác cũng không quan tâm gì. Này, tăng lên này, 10 decibel là lớn này. Bình thường để mặc định là không này, các bác muốn cái cổng này nó lớn hơn thì chúng ta tăng lên. Tăng lên thì nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà mạnh hơn thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, chúng ta vặn ở ngoài là đủ rồi, không cần phải tăng ở trong này này. Để không cho nó mặc định của nó không. Cái này là độ trễ. Cái đồ trẻ này thì các bác dùng cho đi sắt phòng, biết thì dùng, không biết thì thôi nhé. Cái này là ví dụ như một loa dùng trong cái đồ trẻ này, ví dụ như bây giờ tôi muốn cái loa men lao bên trái này nó sẽ phát trẻ hơn bên phải mấy mili giây, mấy phát trẻ hơn bao nhiêu á, thì cái trường hợp này nó dành cho các bác là vì sao? Nhiều loa, một cái loa các bác để xa tít từ ngoài kia, xa tít một cái là để gần trước mặt, thì các bác phải cho cái loa để gần trước mặt phát chậm hơn cái loa xa, để cho hai cái nó đến cùng nhau thì nó gọi là cộng hưởng với nhau cho tiếng nó hay ấy. Thì cái này thì các bác gia đình thì chúng ta không cần quan tâm, vì là chúng ta có ít loa mà để thường thường để cùng một dãy nó ngang nhau, nó không cần độ trễ. Thì cái này các bác biết thì các bác dùng, không biết thôi. Bây giờ đến cái phần quan trọng ở đây, cái phần còn là cái phần EQ ở đây, PEQ đây, phần đây, đây sẽ có EQ từng lượt. Chúng ta sẽ thấy là cái phần biểu đồ EQ đây. Cái phần mà nó dài dài đầu tiên là phần bass, phần này là phần trung, phần này là phần test. Chúng ta sẽ thấy là nó có cái gạch gạch nó đậm đậm này. Đấy, EQ của mic. EQ của mic đây thì ở đây là nó sẽ cho chúng ta là tất cả đây là có 7 cần EQ. Đấy, 7 cần EQ để chúng ta chỉnh. Chỉnh ở đâu thì nó hiển thị lên đây. Cái hàng trên cùng là tần số. Cái đường thứ hai là hẹp hay rộng, tức là nó sẽ cong nhiều hay cong ít. Đấy. Và cái thứ ba là cái gain. Bây giờ giả sử như các bác muốn tăng phần bass hoặc giảm phần bass thì chúng ta đưa các cái tần số nó dưới 150 hết cho em. Giả sử bây giờ tôi muốn giảm bass xuống. Giảm bass xuống mà tôi muốn thường thường là giảm bass nó đã trầm hơn đúng không? Nhà bị trầm đấy. Thì cái này thì các bác phải theo kinh nghiệm, các bác đưa cho em về 100 em thường thường 130, đưa cái tần số 130 và giảm cái tần số này xuống. Đấy, âm này bắt đầu nó thụt xuống này, có thấy không? Đấy, nó thụt xuống này. Đấy, nó thụt xuống này. Đấy, là bắt đầu là giảm cắt bớt bát. Muốn tăng lên thì chúng ta lại vặn lên dương. Nó tăng lên. Nhưng mà cái thường thường tiếng mic thì em phải cắt bớt bát đi, thường thường là các bác nhà phải trầm. Nhà nó hơi bị ồn. Rồi, cái phần 200 Hz ở đây là phần trung này. Bây giờ tôi không muốn nó là trung nữa, tôi muốn đưa nó về bát luôn. Tôi đưa nó về 150 Hz để tôi cắt tiếp. Tôi đưa nó về 150 Hz để là phần bát luôn, tôi vặn lên 150 Hz. Đấy, vặn lên 150 và chúng tôi cũng giảm xuống. Giảm xuống này, nó thấy không? Nó giảm tiếp này, nó là xuống này. Đấy, cái này cũng là cắt bát nhé. Tiếp theo đây là phần trung.
phần chung ở đây thường thường là em cài là em cứ thấy là những cái tần số này nó hơi hú này, tần số hơi hú là ví dụ tần số 3700, 3700 tôi đưa cái này về 3700W 3 hạ hẹt, nó hay bị hú, cái tần đó nó hay dư thì chúng ta đưa về 3700 và chúng tôi giảm cái đó xuống, giảm cái tần số 3700 xuống, tần số 4700 nó cũng hay bị nhá, 4700 thì giảm này xuống còn 4700, thì cái tần số này nó chúng ta tùy biến thôi, tăng lại giảm xuống đấy. Ở đây nữa tự nhiên là cái tần số 7 ở đây là hắn đang để là 1000 đúng không, các bác có thể tăng lên cho em là 10000 là tép, từ 6 từ 5000 trở lên là tép rồi, các bác muốn tăng tép thì chúng ta sẽ tăng được cái tần số 5000, thì chúng ta muốn đưa cái tần số này về thành tần số tép thì chúng ta tự vặn thôi đấy, giả sử như 10000 thường thường là cài vang số thì bọn em là không có nâng mấy mà cho em chủ là hạ, tại vì là thường thường là hạ những cái dư, cái nào dư thì hạ xuống thôi, chứ còn thực ra thiếu là nó không thiếu đâu, chỉ có dư thôi. Đấy, giả sử bây giờ cái tần số hú nó hay bị hú ở tần số 7000 thì em hạ xuống 7500 đi, thì chúng ta sẽ hạ cái tần số này xuống đấy, nó sẽ hạ này, hạ chung hạ tép xuống nếu mà trường hợp là dư quá, thì cái này là các bác tùy thôi, quá phải có kiến thức một chút. Đấy, còn bình thường em sẽ cài mặc định cho các bác mà những cái tần số mà hay bị hú hay bị ù thì em sẽ giảm cho các bác những cái tần số đó. Đấy, đó là phần mic nhá. Đấy, mic để bây giờ xong, tiếp theo là chúng ta sẽ đưa cái chỗ nó lên về cái đây, ấn sang là phần music. Phần music thì cái này thì chỉnh bát chung tép của nhạc. Ở đây thì các bác muốn là ví dụ như là đây tần số nó mặc định là 100 hertz đúng không? Tần số này là em đưa về khoảng 64 hertz này, 65 hertz này. Đấy, 65 hertz và chúng ta tăng lên là tăng bát, còn nếu muốn giảm xuống là giảm bát. Đấy. Hoặc là tiếp theo cái phần số 200 này đi, cũng đưa về 100 hertz thôi. Đưa về 100 hertz để lấy bát mà. Đưa về 100 hertz và cũng tăng hoặc giảm, đây là bát luôn. Các bác muốn tăng giảm bát thì các bác cứ tăng giảm ở nơi một từ 120 hạt trở xuống thì chúng ta giảm, tăng hoặc giảm. Hoặc là cái tần số này 500 mà tôi lại muốn đưa về 100 cũng được, hoặc là 70 80 để tôi giảm tăng bát cũng được. Còn lại là cứ từ cái phần này là nằm chung, thì thường thường là phần chung thì các bác giảm xuống một tí. Đấy, phần chung và thường thường nghe nhạc thì phần tép thì chúng ta tăng lên một tí. Tăng này thì đây là dương là tăng nhá. Đấy, đưa cái này về khoảng 6.300 gì đấy. Hơn 6.000 đi. Đấy, hơn 6.000 là tiếng tép, 10.000 đấy là tiếng tép rất là hay này. Tép 10.000 này các bác nâng cao lên tí. Đấy này, lấy biểu đồ lên không? Phần tép này, phần chung này nó giảm này. Thì cái này tùy các bác thôi nhá. Đấy, sau khi đó là phần phần music. Man out, ML đây. Cái phần này nhá, phần này là nó liên quan đến một cái là cả âm nhạc, cả mix. Các bác mà chỉnh phần mic chuẩn nhá, để các bác không cần chỉnh phần này. Đấy, phần này nó chỉ là căn chuẩn theo loa thôi. Cái phần này nó các bác phải biết phần này, nếu như bác chỉnh phần mic ok rồi, nhạc ok rồi mà thấy ok rồi thì cái phần này các bác bỏ qua. Nếu mà chỉnh hai đây nó chưa đủ thì bác phải chỉnh cho phần đây. Phần này là chỉnh loa, chỉnh ra loa bao gồm cả cái này cả cái này, chỉnh ở đây là nó có tác dụng cả mic cả nhạc luôn. Đấy, cho nên mà các bác phải biết cái phần này một chút. Thì cái phần này thì nó cũng chỉnh bát chung tép, tất cả những cái này là bát chung tép cả. Như em vừa nói là các bác cứ theo như thế các bác giảm, giả sử muốn giảm bát giảm chung giảm tép thì đó thì chúng ta cũng cứ như thế. Đây, đây là bên bên trái bên phải riêng. Đây, cái center thì cũng thế, center dùng thì hãy cài, nó cũng là bát chung tép của cổng center thôi. Sub đây thì không cần quan tâm nhé, cái này các bác đừng cài. Và đây, cổng SL, SR thì cũng giống như cổng ML với MR, cũng là chỉnh như thế luôn. Hai cổng cổng này với cổng này thì cũng là như cổng này luôn, không khác gì cả. Chỉnh một lần là như nhau. Thì ở đây chúng ta chỉ là cái cổng ML MR này, chúng ta là chủ yếu là chúng ta không biết thì cài, không biết thì thôi nhá. Còn các bác chỉ chỉnh cho em phần mic với phần music đấy là ok. Đấy. Thế thôi. Thế là xong rồi đấy. Rồi sau khi mà xong chúng ta vặn một cái nút music cho nó ra màn hình chính mà chúng ta lưu lại đây. Như chúng ta ấn một tên này xuống này. Đến server đúng không? Ấn enter. Muốn lưu có hình số 1, ấn này phát lưu luôn. Thế là xong rồi. Quá đơn giản. Chỉnh sơ bộ lơ, em thử tiếng mic cho bác nghe. Lơ 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 1 2 lơ lơ lơ. Nãy là em đang chỉnh cái phần này. Đây là phần echo, cho lên một tí cho nó có echo. Reverb giảm đi. Lơ lơ 1 2 3 lơ lơ 1 2 lơ lơ. Nói chung là tiếng rất là hay các bác. Bác hãy chơi con vàng này không phí đâu. Không phí cuộc đời các bác. Không bao giờ ân hận.
Cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.